Cô chào các em, hôm nay cô và các em sẽ đi tìm hiểu về giới động vật. Trước khi đi vào tìm hiểu, các em hãy kể tên các nhóm động vật đã học. Các nhóm thực vật. Nhóm tảo có 20.000 loài. Nhóm rêu có 2.200 loài. Nhóm dương sĩ có 1.100 loài. Nhóm hạt tràng có 600 loài. Nhóm hạt kiếm có 300.000 loài. Thì qua đây chúng ta nhận xét được giới thực vật rất đa dạng và nó thể hiện ở số lượng loài. Hôm nay cô và các em sẽ đi tìm hiểu bài 43, khái niệm sơ lược về phân loại thực vật. Một nhỏ, phân loại thực vật là gì? Các em quan sát hình. Hãy chọn một trong hai từ sau đây, giống nhau, khác nhau, để điền vào chỗ trống cho thích hợp. Rồi các em làm bài tập ha. Rồi sau đây cô sẽ chỉnh sửa để hoàn chỉnh. Giữa tảo và cây hạt kính có nhiều điểm rất khác nhau. Nhưng giữa các loại tảo với nhau hoặc giữa các cây hạt kính với nhau lại có sự giống nhau về tổ chức cơ thể và sinh sản. Các em tiếp tục quan sát hình giữa nhóm tảo và cây hạt kính, trả lời cho cô câu hỏi sau. Tại sao tảo và hạt kính được xếp vào hai nhóm khác nhau? Tảo và hạt kính được xếp vào hai nhóm khác nhau bởi vì chúng có đặc điểm cấu tạo khác nhau và môi trường sống khác nhau. Nhóm tảo. Tại sao người ta xếp tảo xoắn, tảo tiểu cầu vào một nhóm? Người ta xếp tảo xoắn, tảo tiểu cầu vào một nhóm bởi vì chúng có nhiều điểm giống nhau, chưa có thân, rễ, lá, sống ở nước là chủ yếu. Theo em, người ta tìm hiểu điểm giống nhau và khác nhau giữa các dạng thực vật nhằm mục đích gì? Thế nào là phân loại thực vật? Tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa các dạng thực vật để phân chia chúng thành các vật phân loại, gọi là phân loại thực vật. Thì phần này chính là phần khái niệm nên em cần ghi nhận vào. Hai nhỏ, các vật phân loại. Em hãy xếp các từ sau đây: bộ, họ, ngành, lớp, chi, loài thành các vật phân loại từ cao đến thấp. Thì sau đây cô sẽ sắp xếp các vật phân loại từ cao đến thấp. Cao nhất là ngành, lớp, kế đó là bộ, họ, chi, loài. Thì loài là vật thấp nhất hay còn gọi là vật cơ sở. Các em ghi nhận phần nội dung này vào. Các vật phân loại từ cao đến thấp: ngành, lớp, bộ, họ, chi, loài. Tiếp tục các em xem cái ví dụ ngành hạt kính. Thì ngành hạt kính chia thành hai lớp, lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm. Lớp 2 lá mầm có một số bộ như bộ hoa hồng, bộ cam, bộ đậu. Thì đối với bộ cam được chia làm các cái họ như là họ cam, họ xoài, vân vân. Họ cam thì gồm có chi, chi cam. Chi cam thì gồm có các loài cam như là cam sành, cam mặt. Lớp 1 lá mầm thì có bộ
Hòa thảo, bộ hòa thảo có họ, họ lúa. Họ lúa thì có chi lúa. Và trong chi lúa thì có các loại lúa như lúa mùa. Thì qua, theo em, qua cái ví dụ, em có nhận xét gì về mức độ khác nhau giữa các thực vật ở cùng bậc phân loại và ở các bậc phân loại khác nhau? Thì người ta dựa vào bậc phân loại, bậc càng thấp thì sự khác nhau giữa các thực vật cùng bậc càng ít. Loài là bậc phân loại cơ sở, là tập hợp những cá thể có nhiều điểm giống nhau về hình dạng cấu tạo. Bậc càng thấp thì sự khác nhau giữa các thực vật cùng bậc càng ít. Đây là phần nội dung về một hai nhỏ các bậc phân loại các bạn ghi nhận vào. Một ba nhỏ. Sau đây cô có cái sơ đồ chưa hoàn chỉnh. Các em điền những cái cụm từ ở phía dưới vào các con số 1, 2, 3, 4, 5 cho phù hợp. Ngành tảo, ngành rêu, ngành liên sĩ, ngành hạt trần, nhóm thực vật. Đó là phần sơ đồ hoàn chỉnh. Hãy tiếp tục phân chia ngành hạt kính. Ngành hạt kính có hai lớp, lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm. Và để phân biệt lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm thì người ta dựa vào số lá mầm của phôi. Dựa vào sơ đồ, em hãy cho biết đặc điểm của ngành hạt kính. Giới thực vật được chia thành nhiều ngành có các đặc điểm khác nhau. Thì các em dạch số giáo khoa ra ha. Vẽ cái sơ đồ trang 141 vào. Sau đây các em sẽ hoàn thành cho cô cái bài tập ghép cột. Cột A là nhóm thực vật, cột B là đặc điểm chính của từng nhóm thực vật. Các ngành tảo. Thì các ngành tảo chưa có rễ, thân, lá, sống ở nước là chủ yếu. Ngành rêu. Thân không phân nhánh, rễ giả, lá nhỏ, chưa có gân giữa, sống ở cạn, thường là nơi ẩm ướt, có bào tử. Ngành dương sĩ. Đã có thân, rễ, lá, sống ở cạn là chủ yếu, chưa có, sống ở cạn là chủ yếu, có bào tử nảy mầm thành nguyên tảng. Ngành hạt trần. Đã có rễ, thân, lá, có nón, hạt nằm trên lá nõn. Ngành hạt kính. Có thân, rễ, lá thật, đa dạng, có hoa và quả, hạt nằm trong quả. Ngành rêu. Ngoài
đặc điểm về hình dạng thì rêu có rễ, thân, lá và chưa có mạch dẫn. Rồi, bài học của chúng ta đến đây đã hết. Chúc các em học tốt.